Xin chào các bạn. Thì còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi thì ai cũng bắt đầu tranh thủ đi sắm cho mình những bộ quần áo Tết và những đồ ăn để chuẩn bị đón Tết, và đặc biệt là những đồ ăn khô. Rồi hầu như thì trong mỗi gia đình của chúng ta thì những ngày Tết đến thì không thể thiếu được cái món khô mực ăn các bạn. Mà khô mực thì những ngày gần Tết này thì rất là lên giá, như là bán rất là đắt luôn các bạn. Và cũng lợi dụng được cái nhược điểm này á, thì có một số là đối tượng là họ bán ra thị trường là những loại khô mực là khô mực giả và khô mực kém chất lượng các bạn. Thì ở ngay tại địa phương mình đây đã xảy ra cái tình trạng là bán khô mực là kém chất lượng, mà đối tượng đó là những người thanh niên các bạn. Là những người thanh niên là họ nói là họ là dân đi biển về, dân đi biển mà họ chở theo khoảng 20 kg khô mực các bạn, họ bỏ trong một cái bọc ni lông 1 kg trong các bạn, sắp xếp rất là gọn gàng, rất là bắt mắt. Những khô mực là mình thấy là đều nhau luôn, mình thấy là mình khoái được luôn các bạn. Rồi họ với bọn họ ghé là hỏi họ, họ hỏi thăm đường, rồi họ bắt chuyện, rồi họ hỏi mình có ăn khô mực không, họ chia lại cho. Thì mình có hỏi là như là mình không biết, mình cũng có hỏi là ở đâu mà khô mực nhiều quá vậy. Thì họ nói là họ đi biển về là mua một ít khô mực về đặng mà chia cho xóm giềng, bà con vòng vòng xóm ăn. Nhưng mà mình thấy cái con khô mực này nó rất là khả nghi luôn các bạn, và mình cũng đã có được một con để mà mình để cho các bạn tham khảo luôn nè các bạn. Và đây chính là con khô mực đó nè các bạn, đây là con khô mực mà kém chất lượng các bạn nhìn ha, đây là đúng là con khô mực thiệt luôn đó các bạn. Nhưng mà không biết họ ngâm vào cái chất gì nhưng mà họ làm cho con khô mực á nó dày mà nó không có khô, nó ướt 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 vậy đó các bạn. Nó giống như là con khô mực mà phơi không được đặng nắng gì đó, bạn thấy không, con khô mực nó không có tươi. Không biết là ngâm vô cái hóa chất gì mà con mực nó rất là dai luôn nha các bạn, nó dai mình xé là không muốn đứt luôn á, mình xé nó không muốn đứt luôn nè các bạn thấy không, dài lắm. Thì với con khô này thì họ bán với cái giá là khoảng là 600, 650 một ký nha các bạn thấy không. Còn đây là con khô mực mà mình đã mua ở một chỗ rất là uy tín luôn nha các bạn thấy hai con khô bằng bằng nhau không. Nhưng mà có cái con khô mà mình mua con khô thiệt á, con khô mà chất lượng á, các bạn thấy không, nó rất mỏng luôn nè bạn thấy không. Cái con thiệt với cái con mà nó cái con chất lượng với con không chất lượng nó khác nhau các bạn thấy không nè, cái độ dày mỏng nó khác nhau các bạn thấy không. Mấy con khô thiệt của người ta bạn thấy nó trong, có thể nhìn thấy cái tay mình ở phía sau con mực luôn các bạn thấy không nè. Cái này cũng loại là mực mực nhì mực ba vậy thôi các bạn, nó cũng mỏng thôi. Còn cái con này á, là cái trọng lượng nó nặng có thể là gần gấp rưỡi cái con này luôn các bạn, cái con mà được ngâm hóa chất này nè nó nặng gần gấp rưỡi cái con thiệt, cái con mà không ngâm hóa chất nữa các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ để cho các bạn và bà con cô bác á, mình ăn khô mực mình nên cảnh giác nha, đừng có ham rẻ mà mua những cái khô mực mà không không đủ chất lượng, mình ăn nó có hại cho sức khỏe nha các bạn. Mà thời buổi giờ thì cũng không biết đường nói nữa, người ta nói tiền nào thì của nấy, nhưng mà bây giờ thì có khi bạn mua những thứ mà mắc tiền mà lại không đúng là thiệt nữa nha các bạn, có khi là tiền mắc tật mang luôn á.
mua với giá cao mà chưa chắc là đúng là thiệt nữa các bạn. Bây giờ là mình chỉ biết là nên cảnh giác thôi, chứ bây giờ là mình đừng có nói bây giờ mà đồ giả mà nó rẻ tiền nha. Đồ rẻ còn khi là đồ giả còn khi có khi là mắc tiền hơn là đồ thiệt nữa nha các bạn. Vậy họ như vậy đó họ mới đánh lừa được người dân mình. Hôm gài là cái chỗ mình ở là có hai ba đối tượng là đã làm một cái hành động là y hệt với nhau luôn nha các bạn. Chở một bọc khô trang trí rất là bắt mắt là ghé hỏi đường và bắt chuyện để mà bán khô. Đây mình không biết là họ ngâm vào cái chất gì mà nó rất là nặng, nó làm cho khô nặng mà dày lên nha các bạn thấy không? Mà mình xé thì nó dai nhách à, xé nó không có đứt luôn. Mình xé thử thì xé nó không muốn đứt luôn các bạn. Để mình đi đem đi nướng thử nha các bạn, thử rồi nó ra làm sao các bạn. Các bạn chờ mình tí nha. Nó đang nướng luôn các bạn. Cháy là bốc khói lên đen các bạn ơi. Nó bay mùi khét khét các bạn ơi. Nướng rồi nè các bạn ơi, thấy không, nướng rồi nó vẫn dậy vậy luôn, còn khô mì xèo à. Để mình ngửi đây cũng bay mùi khô luôn các bạn, nó đúng không có thiệt nhưng mà họ ngâm như cái chất gì đó là con khô nó dậy lên nó nặng ký, làm con khô nặng ký rồi đúng là làm con khô nặng ký nhưng mà con khô nó tương tương. Để mình nướng có con khô thiệt cho các bạn xem nha. Này mình đốt hay mình đốt.